Kinh Đại Phật Đàn, cụ cảnh kiến cụ và mật nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hành để tu chứng liệu nghĩa, quyển 4. Lúc bảy giờ, Tôn giả Mã Từ Tự đang ở giữa đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bèn áo đồ vai phải của phải quy sát đất, chắp tay cung kính và thưa với Phật rằng: Thế Tôn là bậc đại uy đức và khéo diễn giải chứng lý cụ cảnh của Như Lai cho chúng sinh. Trong số người thuyết pháp, Thế Tôn thường người khánh con là đệ nhất. Nhưng nay khi nghe pháp âm vi diệu của Như Lai, con giống như người mù muốn nghe tiếng của con muội ở khoảng cách hơn 100 bước. Kẻ đó muốn chẳng có thể thấy con muội, huống nữa là nghe được tiếng đồng của nó. Tuy Như Lai đã giải thích rõ ràng để diệt trừ hoài nghi của con, nhưng nay con vẫn chưa thấu hiểu tường tận về nghĩa này để dứt sạch mọi hoài nghi. Bạch Thế Tôn, mặc dù Tôn giả Khánh Hỷ và các đại chúng đã khai ngộ, nhưng tập khí hữu lậu vẫn chưa trừ. Riêng con và các vị vô lậu ở trong chúng hội nơi đây đã từng trừ các lậu, nhưng khi nghe pháp âm, lời pháp âm của Như Lai hôm nay, tâm con vẫn còn sự khúc mắc và hoài nghi. Bạch Thế Tôn, nếu thực sự các căn hoa trần của thế gian và các uẩn xứ giới điều từ Như Lai tạo và bộ nguyên thanh tịnh, thế thì tại sao hữu nhân sinh ra sống núi đất đai và tất cả các tượng hữu vi chúng lần lượt đổ dời, khi vừa kết thúc rồi lại bắt đầu? Như Lai cũng nói rằng bổn tánh của đất nước gió lửa hoàn toàn dung hòa lẫn nhau, chúng cũng trùm khắp pháp giới và trảm nhiên thường trụ. Bạch Thế Tôn, nếu những yếu tố của đất là biển khắp thì làm sao nó cùng với nước, và nếu yếu tố của nước là biển khắp thì yếu tố của lửa sẽ không sanh, làm sao có thể biết rõ yếu tố của nước và lửa là cùng khắp pháp giới, là cùng khắp hư không và chẳng hủy diệt lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tánh của đất có sự ngắn ngài, những yếu tố của hư không thì thông suốt. Thế thì làm sao cả hai đều trùm khắp pháp giới? Con nay chẳng biết nghĩa lý này sẽ về đâu. Kính mong Như Lai với lòng đại từ mà khai thị để trừ bỏ u mê của con và các đại chúng. Khi nói lời ấy xong, Tôn giả Mạng Từ Tự đảnh lễ và đầu chẳng đảnh cúi đầu chạm sát đất, khấm kính và khắc ngưỡng lời dạy từ bi của Như Lai. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Ngài Mạng Từ Tự cùng các vị ứng chứng ở trong chúng hội với các lầu thần trư và đã đạt đến quả vị vô học rằng: Ta nay sẽ vì mọi người ở trong chúng hội nơi đây mà tuyên thuyết nghĩa lý tối thắng ở trong những thắng nghĩa chứng thực, hầu khiến cho hàng thanh văn định tận các ông ở trong pháp hội này cùng tất cả những vị ứng chứng và những vị khác mà chưa chứng đắc hai loại không, nhưng không và pháp không, sẽ hướng về thượng thừa và đều sẽ vào đạo trang tịch diệt của nhất thừa, là nơi tu hành tịnh mịch chứng chánh. Hôm nay hãy lắng nghe ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Mạng Từ Tự và các đại chúng điều khấm kính pháp âm của Như Lai và lặng yên chờ đợi thánh chỉ từ bi của Phật. Đức Phật bảo: Này Mạng Từ Từ, theo như lời ông nói, nếu tất cả bốn thanh tịnh thì tại sao hữu nhân sinh ra sống núi đất đai? Ông chẳng phải đã
từng nghe Như Lai thường tuyên nói về tánh giác diệu minh và bổn giác minh diệu hay sao? Ngài Mạng Từ Tự thưa rằng: Thưa Thế Tôn, dạ vâng thưa Thế Tôn, con từng nghe Phật thuyết giảng về nghĩa lý trên. Đức Phật bảo: Vậy thì ông cho rằng bổn giác minh liệu là thể tánh trong sáng, hay bổn giác minh liệu vẫn còn thiếu sự hiểu biết cho đến khi đạt đến giác ngộ? Ngài Mạng Từ Tự thưa rằng: Thưa Thế Tôn, bổn giác minh liệu được biểu thị bởi hiểu biết, và sự hiểu biết đó được thêm vào nó. Đức Phật bảo: Giả sử bổn giác minh liệu được biểu thị bởi hiểu biết và sự hiểu biết đó được thêm vào nó đến khi giác ngộ, nhưng sự giác ngộ mà thêm điều hiểu biết vào thì không thể là giác ngộ chứng thực. Sự giác ngộ như thế sẽ thiếu hiểu biết nếu nó không được thêm vào, nhưng sự giác ngộ mà thiếu sự hiểu biết thì không thể gọi là bổn giác minh liệu tràm nhiên. Do đó, nếu ông cho rằng sự hiểu biết phải thêm vào bổn giác minh liệu thì ông đã hiểu sai lệch. Đó là vì giác ngộ chứng thực thì chẳng cần phải thêm điều gì vào. Do bởi thêm sự hiểu biết và bổn giác nên có chỗ thành lập. Khi chỗ hư vọng thành lập thì khi chỗ hư vọng thành lập thì nó khởi sanh vọng tâm của ông. Ban đầu ở trong đó chẳng có sự giống nhau hay sai khác. Rồi do dễ khởi bốc cháy mà hình thành sai khác. Rồi từ sai khác của sự sai khác kia, nhưng bởi sai khác mà thành lập giống nhau, nhưng bởi giống nhau và sai khác sanh khởi, nên sự chẳng giống nhau hay sai khác lại thành lập. Sự nhiễu loạn như thể hộ tương sinh ra một tinh thần căng thẳng. Khi tinh thần căng thẳng kéo dài thì sẽ chấp trước pháp trần. Tinh thần căng thẳng và chấp trước pháp trần cùng tạo ra tâm vận độc, rồi kể từ đó mà khởi sanh trần lão phiền não. Sự khởi động trở thành thế giới của trần cảnh, và sự tĩnh lặng trở thành hư không. Hư không thì giống nhau, nhưng thế giới thì có sai khác. Nó đích thực là các pháp phổ vi và chẳng phải là tương đồng hay dị biệt. Một khi ánh sáng của sự hiểu biết được thêm vào bổn giác thì u tối của hư không hiện ra, chúng giao tiếp với nhau và tạo thành dao động ở trong tâm, cho nên mới có phong luân, và nó trì giữ thế giới. Nhưng bởi hư không sanh khởi dao động kiến cố của giác minh thành lập cứng chắc và trở thành kim bảo. Do giác minh thành lập kiến cố, do giác minh kiến tạo lập kiến cố, cho nên mới có kim luân, và nó bảo trì quốc độ. Kiến cố của giác minh tạo thành kim luân, dao động của giác minh, dao động của minh giác lưu xuất phong luân, gió và kim ma sát với nhau nên tạo thành ánh sáng của lửa, và tánh của nó là biến hóa. Ánh sáng của kim tạo ra ẩm ướt, và ánh sáng của lửa bốc lên nên mới có thủy luân biến khắp các cõi giới trong mười phương. Khi lửa bừng lên và được đổ xuống thì sự tiếp xúc của chúng thành lực cứng chắc. Ẩm ướt là biển cả, khô ráo là lục địa. Do bởi lẽ đó nên thỉnh thoảng ánh lửa lại khởi ở trong biển lớn kia, và sông ngòi thì vẫn chảy mãi ở trên châu lục.
nếu nước chiếm ưu thế và lửa suy kém thì sẽ kết thành núi cao. Do đó khi cục đá bị đập thì sẽ sạc lửa, và khi bị nung thì sẽ thành nước. Nếu nước chiếm ưu thế và nước suy kém thì sẽ mọc ra cỏ cây. Do đó rừng cây khi bị đốt thì sẽ trở thành tro đất, và khi bị ép thì trở thành chất lỏng. Những sự giao tiếp hư vọng cùng nhau lần lượt phát sinh làm chủng tử. Do vậy những ấy mà thế giới tương tục chẳng ngừng. Này mà từ từ, những hiểu biết hư vọng của chúng sinh là do thêm sự hiểu biết vào trong bổn giác. Một khi hư vọng đã thành lập thì sự nhận biết sẽ không thể vượt khỏi nó. Do bởi những ấy nên căn tai chỉ cảm nhận âm thanh và căn mắt không thể siêu du sắc trần. Do sáu trần sắc thanh hương bị xuất phát được nhận biết bởi hư vọng nên nó bị phân khai thành những giác quan gồm có thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm và biết. Có những chúng sinh sinh ra là do bởi xiết buộc nghiệp xiết buộc hư vọng. Có những chúng sinh sinh ra là do bởi tụ hợp hay ly tán. Khi chúng sinh là thân trung ấm, trung uẩn và nhìn vào một ánh lửa một điểm lóe sáng, khi nhìn kỹ vào chỗ lóe sáng đó nên có tượng hình thành dị kiến trở thành ghét, đồng tượng trở thành ái, dòng chảy của ái làm chủng tử và thu hút tượng vào thai. Do đó khi cha mẹ giao cấu thì tạo ra một lực hút với một chúng sinh mà họ có nghiệp tương đồng. Do bởi những duyên ấy mà thạc vào thai rồi phát triển ở tuần thứ nhất, thứ nhì và những giai đoạn kế tiếp. Sinh từ trứng, sinh từ bào thai, sinh từ ẩm ướt và sinh từ biến hóa đều ẩn với nghiệp của chúng. Sinh từ trứng là do nghĩ tưởng, sinh từ bào thai là do tình cảm, sinh từ ẩm ướt là do tụ hợp, sinh từ biến hóa là do ly tán. Do nghĩ tưởng, tình cảm, tụ hợp và ly tán mà mỗi chúng sinh có thể chuyển từ một loài sinh này sang loài sinh khác, và tùy vào nghiệp thọ báo của họ mà thắng hay đọa. Bởi những duyên ấy mà chúng sinh tương tục chẳng ngừng. Này mạng từ từ, do chúng sinh xiết buộc với nhau, do những chúng sinh siết chặt lẫn nhau với niềm yêu thương, do chẳng thể rời yêu thương nên cha mẹ con cháu hộ tướng sinh ra mà chẳng đoàn tuyệt ở thế gian. Căn gốc của những việc này chính là ái dục. Do bởi yêu thương và lòng tham muốn ngày càng lớn nên sự khao khát chẳng đình chỉ. Do đó tất cả chúng sinh ở thế gian hoặc sinh từ trứng, sinh từ bào thai, sinh từ ẩm ướt hay sinh từ biến hóa, tùy vào sức mạnh yếu mà lần lượt ăn nuốt lẫn nhau. Căn gốc của những việc này chính là giết hại.
giả sử có người giết dê để ăn thịt, sau khi bị giết thì con dê sẽ sanh trở lại làm người và người xác sanh kia sẽ sanh làm dê. Cũng như vậy, 10 loài chúng sanh thì cũng là như vậy. Do đó 10 loài chúng sanh thì cũng là như vậy. Họ ăn nuốt lẫn nhau ở trong sanh tử, trong vòng sanh tử, và nghiệp ác cùng khởi sanh đến hết biên địa của vị lai. Căn gốc của những việc này chính là trộm cắp. Giả sử anh nợ tôi một mạng, tôi tức sẽ muốn lấy mạng của anh. Bởi nhân duyên ấy, nên chúng sanh phải trải qua 100,000 kiếp sanh tử. Giả sử bạn yêu mến, bạn yêu thương tâm tạng của tôi, hoặc tôi nhớ nhung sắc đẹp của bạn, do bởi nhân duyên ấy nên chúng sanh luôn bị siết buộc đến suốt 100,000 kiếp. Căn gốc của tất cả những việc ấy chính là ái dục, giết hại và trộm cắp. Do bởi nhân duyên ấy mà nghiệp quả tương tục chẳng ngừng. Này mạnh từ từ, ba loại điên đạo tương tục, ba loại điên đạo hư vọng này là do thêm sự hiểu biết vào trong bổn giác, do thêm sự hiểu biết vào nên cả thể sai lầm khởi sanh. Kể từ đó sống núi đức đai và tất cả các tưởng hữu vi và tất cả các tưởng hữu vi lần lượt đổi dời. Do bởi sự hư vọng này mà khi vừa mới kết thúc rồi lại bắt đầu nối tiếp. Ngài mà từ từ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu diệu giác này cũng là tuệ giác trong sáng vi diệu này, Ngài Mạng Tư Tị từ từ thưa bởi Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu diệu giác này cũng là tuệ giác vi diệu vi diệu trong sáng và tâm của Như Lai không tăng không giảm, thế thì tại sao vô cỡ hộp nhiên sinh ra sông núi đất đai và tất cả các pháp hữu vi? Như hiện tại Như Lai đã chứng đắc diệu không giác minh, diệu không minh giác, vậy thì sống núi đất đai và cả tập lầu hữu vi sẽ còn khởi sanh chăng? Đức Phật bảo: Vì như có người bị lạc đường ở trong một làng nọ, và anh ta chẳng biết đâu là hướng Nam hay hướng Bắc. Ông cho rằng người lạc đường kia là do si mê hay là do giác ngộ. Ngài Mạng Tư Tự thưa rằng: Thưa Thế Tôn, người lạc đường kia chẳng phải do si mê mà cũng chẳng phải do giác ngộ. Vì sao thế? Bởi si mê chẳng có căn gốc, làm sao mà nó là nguyên nhân? Thế thì làm sao nó là nguyên nhân của lạc đường? Giác ngộ chẳng sanh si mê, thế thì làm sao nó là nguyên nhân của lạc đường? Đức Phật bảo: Giả sử đương lúc lạc đường, kẻ lạc đường ấy bỗng nhiên gặp được người biết đường và chỉ cho biết phương hướng, ý ông nghĩ sao? Như lúc trước kẻ đó bị lạc đường ở trong làng này, vậy bây giờ kẻ đó có còn lạc đường nữa chăng? Dạ không, thưa Thế Tôn. Đức Phật bảo: Tuệ giác vi diệu trong sáng là viên mạng, nó vốn nhiệm màu
minh liệu viên dung. Thế thì làm sao có những gì để gọi nó là vọng tưởng? Đức Phật bảo đối với chư Phật Như Lai thì cũng là như vậy. Si mê vốn chẳng có căn gốc, tánh của nó cũng cảnh rộng không, xưa nay vốn chẳng mê, nó chỉ thừa như có mê và giác. Nếu giác ngộ từ si mê thì nó sẽ liên nghiệp mất, và từ giác ngộ sẽ không sanh si mê nữa, là như bị những người bị nhầm thì sẽ thấy hóa độn ở giữa hư không. Nếu mắt hết nhầm thì sẽ không còn, thì hóa độn liên nghiệp mất. Giả sử kẻ kia ngu si đến nỗi cứ nhìn vào chỗ hóa độn biến mất và không chúng xuất hiện nữa, vậy thì ông cho rằng kẻ đó là ngu si hay là trí tuệ? Ngài Mạng Từ Tử thưa rằng: Thưa Thế Tôn, vốn không có hóa độn, vốn không có hóa giữa hư không, do cái thấy sanh diệt hư vọng nên mới thấy có hoa, nên mới thấy có hoa xuất hiện hay diệt mất ở giữa hư không. Vốn đã điên đạo mà còn mong chúng xuất hiện, quả thực là điên cuồng ngu si. Làm sao mà kẻ điên cuồng đó chỉ gọi là ngu si, vốn nữa gọi là trí tuệ ư? Đức Phật bảo: Như ông đã hiểu điều đó, vậy sao còn hỏi rằng khi chư Phật Như Lai đã chứng diệu không giác minh thì sông núi đất đai sẽ còn khởi sanh chăng? Thì sông núi đất đai sẽ còn khởi sanh chăng? Là như quặng mỏ vàng. Quặng mỏ có vàng lẫn lộn với tạp chất. Một khi quặng mỏ đã được nung lọc thành vàng ròng thì nó sẽ không trở thành như trước nữa. Là như khúc gỗ, một khi đã bị đốt thành tro thì nó sẽ không còn trở thành khúc gỗ được nữa. Là tịch diệt của Như Lai thì cũng là như vậy. Này Mạng Từ Tử, ông đã hỏi rằng nếu bổn tánh của đất nước, gió lửa hoàn toàn dung hòa lẫn nhau, thế thì tại sao yếu tố của nước và lửa chẳng hủy diệt lẫn nhau? Ông cũng hỏi rằng làm sao yếu tố của hư không và đất trong khắp pháp giới nhưng là chẳng dung hợp với nhau? Này Mạng Từ Từ, vì như thể của hư không chẳng có hình tướng. Nhưng nó là không ngăn cản mọi tưởng khả phát huy ở trong nó. Vì sao thế? Bầu trời bao la kia được chiếu sáng bởi mặt trời. Nó được chiếu sáng bởi mặt trời. Nó sẽ đến tối khi mây đen. Nó sẽ tối khi mây đen bao phủ. Ở trong đó sẽ dao động khi gió thổi. Nó sẽ trong thanh
Khi mưa tạnh, nó sẽ ố trượt. Khi không khí ngưng động, nó sẽ mù mịt. Khi gió thổi cuộn bụi, nó sẽ phản chiếu. Khi nước lắng trong, ý ông nghĩ sao? Những tượng hữu vi đặc thù như thế là những bởi kia sinh ra mà những bởi kia sinh ra hay nó có từ hư không? Này Khánh Hỷ, giả sử các hiện tượng như thế sinh ra từ hoàn cảnh, vậy khi mặt trời chiếu soi, có phải ánh sáng từ không sinh ra là do mặt trời chiếu sáng chăng? Nếu vậy thì mặt trời sẽ ở khắp cả thế giới trong mười phương. Vậy làm sao chúng ta chỉ thấy một mặt trời hình tròn ở giữa không trung? Ngược lại, nếu ánh sáng bầu trời là điện từ hư không, vậy thì lẽ ra tất cả hư không sẽ từ chiếu. Thế thì tại sao nó lại không tỏa sáng rực rỡ ở giữa đêm hay lúc có mây hay sương mù? Cho nên phải biết rằng ánh sáng này chẳng phải do mặt trời hay hư không, nhưng nó cũng không có nếu chẳng có mặt trời và hư không. Chứng diệu giác minh thì cũng là như vậy. Nếu ai phát khởi rằng hư không ở trong tâm, nếu ai phát khởi rằng có hư không ở trong tâm thì hư không sẽ hiện ra ở trong diệu giác. Đức nước gió lửa mọi thứ cũng hiện ra ở trong diệu giác nếu ai phát khởi chúng. Giả như đồng thời phát khởi tất cả thì chúng cũng đều hiện ra. Làm sao mà chúng đều có thể hiện ra? Này mà từ từ việc đó ví như ánh phản chiếu của mặt trời ở trong một vùng nước. Giả sử có hai người cùng nhìn ngắm ánh phản chiếu mặt trời đều rời đi, một người đi về hướng đông và kẻ kia đi về hướng tây. Mỗi người đều thấy ánh phản chiếu của mặt trời di chuyển theo mình. Do ánh phản chiếu có thể đi về hướng đông mà cũng đi về hướng tây nên nó cũng chẳng có vị trí cố định, trở nên một mực hỏi rằng làm sao chỉ một ánh phản chiếu mặt trời mà có thể rẽ mỗi ngả, hoặc làm sao hai ánh phản chiếu mặt trời mà hiện ra chỉ một. Đó là vì chúng là hư vọng cánh co và chẳng thể có căn cứ. Ông hãy quan sát những tưởng rằng này là hư vọng, do đó nên không thể nào chỉ ra chúng. Nếu cứ khăng khăng đi tìm thì cũng như mong cho hoa đỗ mà giữa hư không sẽ kết trái, vậy thì làm sao ông có thể hỏi về việc các yếu tố có hủy diệt lẫn nhau hay không chứ? Ông hãy quan sát rằng tánh bổn nguyên chân thực của chúng chính là diệu giác minh tâm viên mãn, tràn nhân viên mãn và vốn luôn trong khắp pháp giới. Đất, nước, lửa và những yếu tố khác vốn không hề có. Vậy sao ông có thể hỏi về việc làm sao chúng có thể tồn tại với nhau chứ? Này mạng từ từ, ông cho rằng hình sắc và hư không xâm đoạt lẫn nhau ở trong Như Lai Tạng. Tuy nhiên ở trong Như Lai Tạng, hình sắc và hư không trùng khắp pháp giới, cho nên ở trong đó sự chuyển động của gió, sự tĩnh lặng của hư không, mặt trời chiếu soi hay mây u ám, chúng đều hiện ra ở trong Như Lai Tạng.
Tuy nhiên, do chúng sân mê muội nên do chúng sân mê muội nên rời bỏ giác ngộ, nên quay lưng với giác ngộ mà hợp chung với trần lao. Do đó từ đó mà sân khởi các tưởng hữu vi của thế gian, từ đó mà sân khởi các pháp hữu vi ở thế gian. Bởi diệu minh không sanh không diệt, ta đồng bởi Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là diệu giác minh liệu và chiếu khắp pháp giới, cho nên ở trong đó một là vô lượng là một, và từ lớn hiện ra ở trong nhỏ, như nhỏ hiện ra ở trong lớn. Ta ngồi bất động ở đạo tràng và pháp thân của Như Lai bao trùm vô tận hư không ở khắp mười phương, và ở trên đầu một sợi lông cũng có thể hiện ra Phật độ trang nghiêm. Rồi ngồi trong mỗi vi trần Như Lai chuyển đại pháp luân, do ta đã dứt sạch mọi trần lao và hợp nhất với giác ngộ nên mới chứng đắc nhiều giác minh tánh của chân Như. Vì vậy, Như Lai Tạng là tấm nhiệm màu viên mãn bổn nguyên. Là tâm nhiệm màu viên mãn bổn nguyên, nó chẳng phải là tâm phân biệt, chẳng phải hư không, chẳng phải đức, chẳng phải nước, chẳng phải gió, chẳng phải lửa, chẳng phải mắt tai mũi lưỡi thân ý, chẳng phải sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng phải thức của mắt và cho đến thức của ý, chẳng phải sự hiểu biết, chẳng phải vô minh và cũng chẳng phải hết vô minh, và như vậy cho nên chẳng phải là già, chẳng phải chết, và cũng chẳng phải hết già chết. Nó chẳng phải khổ, chẳng phải tập, chẳng phải diệt, chẳng phải đạo, chẳng phải trí, chẳng phải chứng đắc, chẳng phải bố thí, chẳng phải trì giới, chẳng phải nhẫn nhục, chẳng phải tính tưởng, chẳng phải thiền định, chẳng phải diệu tuệ, chẳng phải cả pháp đến bờ kia, và như vậy cho đến chẳng phải Như Lai, chẳng phải ứng cúng, chẳng phải chẳng đẳng chẳng giác, chẳng phải đại tịch diệt, chẳng phải thương, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải tình. Nó đều chẳng phải những thứ ấy, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian. Như tất cả những thứ ấy đều chẳng phải là Như Lai Tạng, là tâm nhiệm màu minh liệu bổn nguyên. Tuy nhiên, Như Lai Tạng cũng chính là tâm phân biệt, là hư không, là đức, là nước, là gió, là lửa, là mắt tai mũi lưỡi thân ý, là sắc thanh hương vị xúc pháp, là thức của mắt và cho đến thức của ý, là sự hiểu biết, là vô minh và cũng là chẳng phải vô minh. Và như vậy nó, và như vậy cho đến là già, là chết, và cũng chẳng phải hết già chết, và cũng là chẳng phải và cũng là hết già chết. Nó là khổ, là tập, là diệt, là đạo, là trí, là chứng đắc, là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là diệu tuệ, là các pháp đến bờ kia, và như vậy cho đến là Như Lai, là ứng cúng, là chẳng thẳng chẳng giác, là đại tịch diệt, là thường, là lạc, là ngã, là tình. Nó là tất cả những thứ ấy, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian, tất cả những thứ ấy chính là Như Lai Tạng, là tâm nhiệm màu minh liệu bổn nguyên. Như Lai Tạng lìa khỏi phải hay chẳng phải, nhưng nó cũng là phải và chẳng phải. Làm sao mà chúng sanh ở trong ba cõi với tâm phân biệt của họ, và cho đến hàng thanh văn hay bậc chuyên giác đã vượt khỏi thế gian, mà có thể suy tưởng đạo vô thường của Như Lai, làm sao mà có thể dùng ngôn ngữ của thế gian để vào trí kiến của Phật? Đây vị như đang cầm đàn hạt hay đàn tỳ bà, tuy chúng có âm thanh tuyệt diệu, nhưng nếu như chẳng nhờ những ngón tay khéo léo thì chúng sẽ không bao giờ phát ra tiếng đó. Ông và chúng sanh thì cũng là như vậy, trong mỗi người đều viên mãn bảo giác chân tâm. Như khi ta đưa các ngón tay lên để bắt ấn,
thì khi ánh sáng của Hải Ứng Chánh Định phóng ra, một khi ông vừa khởi tâm thì trần lao đã khởi sanh trước. Đó là do ông chẳng tinh cần tìm kiếm con đường tuệ giác vô thường, mà chỉ yêu nhớ nhị thừa và được một chút mà đã cho là đủ. Ngài mạng từ từ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con và Như Lai đều giống nhau và đầy đủ bảo giác viên minh với chứng tâm chứng thực nhiệm màu. Tuy nhiên, con từ vô thị xa xưa đã vướng mắc bởi vọng tưởng nên con phải ở rất lâu trong luân hồi. Mặc dù hiện tại con đã trở thành bậc thánh nhưng sự giác ngộ cũng chưa được viên mãn. Còn viên Như Lai thì đã diệt trừ mọi vọng niệm và chỉ còn diệu giác chứng thực thường hằng. Con xin mà muội con tha thiết xin mà muội hỏi Như Lai rằng: Do bởi những gì mà tất cả chúng sinh lại có hư vọng? Nó che lấp nhiều mến của họ và khiến họ phải trầm luôn ở trong sanh tử. Đức Phật bảo: Ngài mạng từ từ, tuy ông đã diệt trừ hoài nghi và lậu hoặc thô kịch, nhưng hoài nghi và lậu hoặc vi tế thì vẫn chưa trừ. Ta nay sẽ dùng các việc hiện tại của thế gian để hỏi ông. Ông hả chẳng nghe về câu chuyện của một gã tên là Từ Thọ ở trong thành Phong Đức hay sao? Vào một buổi sáng sớm nọ, anh ta lấy gương soi mặt, của mình và yêu quý và rất yêu quý gương mặt của mình khi thấy mắt và lông mi ở trong gương. Rồi bỗng nhiên anh ta nổi sân và cố trách cả đầu: làm sao chẳng thấy trống, hay là nó đã biến mất rồi chăng? Thế là anh ta nghĩ mình đã trở thành yếu tinh. Rồi điên cuồng một cách vô cớ và chạy hoảng loạn ra ngoài. Ý ông nghĩ sao, nhân gì mà kẻ kia điên cuồng một cách vô cớ và hoảng loạn và chạy hoảng loạn ra ngoài? Ngài mà từ từ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, tấm của người kia cuồng loạn chứ chẳng phải do nguyên nhân nào khác. Đức Phật bảo: Tuệ giác vi diệu trong sáng là viên mạng, nó cũng nhiệm màu minh liệu viên dung. Thế thì làm sao có những gì để gọi nó là vọng tưởng? Và cho dù có những gì thì làm sao gọi nó là vọng tưởng? Những vọng tưởng của ông tự chuyển làm những lẫn nhau, từ si mê chồng chất thêm si mê và trải qua số kiếp nhiều như vi trần. Mặc dù Như Lai đã giải thích và chỉ rõ cho ông, nhưng mặc dù Như Lai đã giải thích và chỉ rõ nhưng cũng không thể quay ngược lại cho ông. Từ những si mê như thế nên những si mê vẫn từ có. Ông phải nên biết rằng si mê chẳng có nhân và vọng tưởng không có chỗ nương, chúng còn không có chỗ sanh ra. Vậy thì ông còn muốn diệt trừ để làm gì? Những ai đắc đạo thì vị như người tỉnh giấc và kể lại những chuyện ở trong mộng. Mặc dù hiện tại tấm của họ rất sáng suốt, nhưng làm sao mà người ấy có thể lấy đồ vật ở trong mộng? Hụn nữa những của si mê cũng không chỗ có. Vị như gã Từ Thọ ở trong thành kia, làm sao có những duyên gì để khiến anh ta trở nên điên cuồng hoảng sợ? Giả sử sự điên cuồng của anh ta tạm thời dừng nghỉ, thì cái đầu của y
Giả sử sự điên cuồng của y tạm thời dừng nghỉ thì cả đầu của anh ta cũng chẳng thể có được từ bên ngoài, cho dù sự điên cuồng của anh ta vẫn chưa dừng nghỉ, thì làm sao cả đầu của y là bị mất chữ. Này mạng tự tử tận của hư vọng thì cũng là như vậy, nhưng của nó ở đâu? Nếu ông không chạy theo sự phân biệt của ba loài điên đảo tương tục, gồm có chúng sinh nghiệp báo, gồm có thế gian nghiệp báo và chúng nghiệp báo nghiệp quả và chúng sinh, một khi đã đoạn trừ ba nghiệp duyên thì ba nghiệp nhân sẽ không sanh. Từ đó sự điên cuồng ở trong tâm của ông, tự như sự cuồng loạn của cả tư thọ, sẽ tự nhiên dừng nghỉ. Sự dừng nghỉ đó chính là tuệ giác. Sự dừng nghỉ đó chính là tuệ giác. Nhiệm màu thanh tịnh và tràm nhiên viên mãn, và vốn luôn trong khắp pháp giới, nó chẳng phải từ người khác mà có được. Thế thì ông hà tất phải khổ nhọc đến từng cứng cột để tu chứng làm gì? Lúc bấy giờ, tôn giả khánh hỷ đứng dậy ở giữa chúng hội, cúi đầu đảnh lễ và chạm chạm sát chân của Phật, chắp tay và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, Như Lai vừa mới nói, một khi đoạn trừ ba nghiệp duyên của giết hại, trộm cắp và tà dâm thì ba nghiệp nhân của chúng sẽ không sanh. Do đó sự điên loạn ở trong tâm của chúng ta, tự như sự cuồng loạn của gã tư thọ, sẽ tự nhiên dừng nghỉ. Sự dừng nghỉ đó chính là tuệ giác, nó chẳng phải từ người khác mà có được. Rõ ràng những việc này chẳng phải là ví dụ về nhân duyên hay sao? Vậy thì tại sao Như Lai lại gạt bỏ thuyết nhân duyên? Con cũng nhờ nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Thưa Thế Tôn, nghĩa lý này chẳng phải riêng hàng thanh văn trẻ tuổi của chúng con, mà hiện tại ở trong chúng hội này, như là tôn giả Đại Thái Thục Thị, tôn giả Thu Lục Tử, tôn giả Vô Diệt và những vị khác, lúc xưa họ đã từng theo học các vị phạm trí lớn tuổi, họ cũng nghe về giáo lý duyên khởi của Phật mà tâm được khai ngộ và trở thành bậc vô lậu. Nhưng bây giờ Như Lai nói rằng sự khai ngộ không từ nhân duyên, vậy thì luận thuyết về sự giác ngộ là tự nhiên của ngoại đạo, mật đạo, ngũ xã tự và những người khác chính là chứng lý cũ cảnh rồi. Cảnh mong Như Lai rủ lòng đại từ bi mà khai thị để trừ bỏ sự mê muội của chúng con. Đức Phật bảo ngài khánh hỷ, hãy so sánh những điều ông nói với trường hợp của gã tư thọ trong thành phong đức. Nếu nhưng bởi nhân duyên mà anh ta có thể mà cái đầu của anh ta được diệt mất thì cái đầu của anh ta sẽ tự nhiên của y sẽ tự nhiên xuất hiện nữa.
thì cả đầu của ít sẽ tự nhiên xuất hiện nữa. Ông bàn luận về lý thuyết nhân duyên và tự nhiên, xét cho cùng là vậy. Này Thánh Hỷ, đầu của cả từ thọ vốn tự nhiên có, nó luôn là một phần của anh ta, bằng không thì hắn sẽ chẳng còn là chính mình nữa. Thế thì nhân duyên làm sao liên quan đến việc hoảng sợ? Thế thì nhân duyên làm sao liên quan đến việc hoảng sợ mức đầu của anh ta chứ? Nếu đầu của cả từ thọ bổn tự nhiên có, nhưng do nhân duyên nên cuồng loạn, thế thì tại sao không tự nhiên do nhân duyên mà biến mất? Đầu của anh ta cũng, đầu của y cũng chẳng mất. Đầu của y cũng chẳng mất. Sự điên loạn và sợ hãi của anh ta sinh ra từ hư vọng. Sự thật thì chưa từng có biến đổi nào. Thế thì làm sao sự điên loạn của anh ta có thể sinh ra từ nhân duyên chữ? Và nếu sự điên loạn của anh ta vốn tự nhiên có, và nếu giả sử sự điên loạn của anh ta vốn tự nhiên có, tức là vốn có sự điên loạn và sợ hãi, vậy thì trước khi anh ta trở nên cuồng loạn thì sự điên loạn ấy cất giấu ở đâu? Ngược lại, nếu sự điên loạn của anh ta vốn chẳng tự nhiên có và anh ta không vọng tưởng cái đầu của mình, thế thì tại sao y lại hoảng loạn? Thế thì tại sao y lại điên cuồng hoảng loạn, lại hoặc điên loạn sợ hãi và chạy loạn chữ, và chạy loạn ra ngoài chữ? Nếu anh ta giác ngộ, nếu cả từ thọ giác ngộ rằng đầu của anh ta luôn là một phần của mình và nhận biết sự điên cuồng sợ hãi, thì mọi lập luận về nhân duyên và tự nhiên đều trở thành hỷ luận. Thì mọi luận thuyết về nhân duyên và tự nhiên đều trở thành hỷ luận. Đó là tại sao ta nói rằng một khi ba nghiệp duyên đoạn trừ thì tức là tâm giác ngộ. Nếu ông bảo rằng tâm giác ngộ sanh ra khi sanh diệt của tâm, khi sanh diệt của tâm diệt hẳn, thì ông sẽ lại bảo rằng sự giác, thì ông sẽ lại bảo rằng tâm giác ngộ cũng là sanh diệt. Thì ông cũng sẽ bảo rằng tâm giác ngộ cũng là sanh diệt. Giả sử tâm giác ngộ là tự nhiên có, như thế rất rõ ràng là tâm tự nhiên sinh ra khi sự sanh diệt của tâm diệt hẳn. Và trở nên bảo rằng nhưng đó cũng là sanh diệt, và trở nên bảo rằng những gì không sanh không diệt thì sẽ tự nhiên sanh ra. Đây bị như những tạp chất ở thế gian hợp chung với nhau để trở thành một thể chất gọi là tánh hòa hợp. Nếu những gì không thể hòa hợp thì gọi là tánh bổn nhiên. Sự thật thì bổn nhiên chẳng phải là bổn nhiên và hòa hợp chẳng phải là hòa hợp. Bổn nhiên và hòa hợp đều chẳng tồn tại. Sự tồn tại của hòa hợp và bổn nhiên đều chẳng còn. Khi đó, cụ nghĩa này mới gọi là pháp không hỷ luận. Đối với ông, đạo tịch diệt vẫn còn xa thẳm, ông sẽ phải trải qua nhiều kiếp khổ nhọc tinh cần mới tu chứng. Cho dù ông có khả năng
Mặc dù ông có khả năng nhớ tròn 12 phần giáo pháp với nghĩa lý thanh tịnh vi diệu như các sống hằng của chư Phật Như Lai trong mười phương, thì những đó cũng chỉ giúp cho việc hỷ luận. Cho dù ông có thể đàm luận công giảng nói về nhân duyên và những việc tự nhiên xảy ra với sự thấu hiểu, hiểu rõ chắc chắn đó, như thế ông được người thế gian tôn ông là Đa Văn Đề Nhất. Nhưng cho dù ông huấn tập Đa Văn, nhưng cho dù ông huấn tập Đa Văn nhiều kiểu đi nữa, thì cũng không thể thoát miệng ách nạn của ô cải thuộc tục Ma Tăng Ga. Tại sao ông phải nhờ ta niệm Phật Đản Thần Chủ để giúp ông? Lửa giấm của cô gái thuộc tộc Ma Tăng Ga đã diệt hẳn và liền đắc quả bất hoàn. Bây giờ ở trong pháp của ta, cô ấy đã trở thành một trong muôn những người ở trong rừng tinh tấn. Do dòng sống ải của cô ta đã khô cạn nên mới khiến ông giải thoát. Cho nên khánh hỷ, cho dù ông trải qua nhiều kiếp thọ trì pháp bị mực vi diệu thanh tịnh và trang nghiêm của chư Phật Như Lai, thì chẳng bằng như một ngày tu hành pháp vô lậu và lìa khỏi hai thứ khổ thương và ghét của thế gian. Như lúc trước, cô gái thuộc tục Ma Tăng Ga là một dâm nữ, nhưng do y lực của thần chủ mà tiêu trừ ái dục của cô ta. Bây giờ cô ấy đã trở thành Bhikshuni ở trong pháp của ta, tên là Tánh. Bhikshuni Tánh và Bhikshuni Trì Sân, tức là mẹ của Phật tử Phụ Trưởng, thấy điều giác ngộ về những việc đời trước của mình. Họ biết rằng nguyên nhân trải qua nhiều đời sanh tử khổ đau chính là do tham ái, do nhiều niệm huấn tập vô lậu, huấn tập của pháp thiền vô lậu mà họ được giải thoát khỏi xiềng buộc hoặc được Phật thọ ký. Tại sao ông lại tự lừa dối chính mình? Ông vẫn còn lừa dối, ông vẫn còn dối gạt chính mình mà chỉ đứng yên quan sát và nghe ngóng, chỉ đứng yên nghe ngóng và quan sát. Khi ngài cảnh thị và các đại chúng nghe được lời dạy của Phật, mọi hoài nghi và lậu hoặc của họ được trừ sạch và tâm chứng ngộ giác ngộ thực tướng, thân tâm của họ khinh hang an và được điều chưa từng có. Một lần nữa ngài cảnh thị rơi lệ xót thương, cúi đầu đảnh lễ và chạm chạm sát chân của Phật, quỳ hái gối chắp tay và thưa với Phật rằng: Bậc đại bi vô thường thanh tịnh bảo vương đã khéo khai mở tâm con. Ngài cũng dùng muôn loại nhân duyên như thế để phương tiện dìu dắt và khích lệ hầu khiển cho những chúng sinh chìm đắm ra khỏi biển khổ u mê. Thưa Thế Tôn, con nay do nhờ nghe pháp âm như thế nên mới biết Như Lai tạng là tấm nhiệm màu minh liệu bộ nguyên. Thưa Thế Tôn, con nay do nhờ nghe pháp âm như thế nên mới biết Như Lai tạng là tấm nhiệm màu minh liệu bộ nguyên. Như Lai cũng của trách con chỉ nghe pháp mà không áp dụng vào việc tu tập.
Như Lai cũng của trẻ con chỉ nghe pháp mà không áp dụng vào quá trình tu tập, cho nên vì vậy con nay như kẻ lữ khách phiêu bạc và hột nhiên gặp được vua trời ban cho ngôi nhà nguy nga, ngôi nhà mỹ lệ. Tuy có được ngôi nhà nguy nga nhưng người ấy cần phải tìm cánh cửa để bước vào. Con chỉ mong Như Lai trở rời bỏ từ bi đối với chúng con là những kẻ bị si ám che lấp, hầu khiến cho chúng con lìa khỏi nhị thừa. Kính mong Như Lai chỉ dẫn con đường từ sơ phật đạo tâm cho đến chứng đắc tịch diệt vô lậu của Như Lai, hầu khiến cho những hàng phụ học nhiệm thọ các duyên tìm cầu tích tập đắc tổng trì và vào tri kiến của Phật. Khi đã thành cầu, Ngài khẩn thị đảnh lễ và chạm chạm sát đất, toàn thể đại chúng cũng nhất tâm chờ đợi lắng nghe thành trì từ bi của Phật. Lúc bấy giờ Thế Tôn bị thương xót hàng thanh văn và viên giả ở trong chúng hồi là những vị chưa đạt được tự tại đối với đạo tâm, Ngài cũng vì thương xót cho những chúng sinh ở vị lai sinh ra sau khi Phật diệt độ vào thời mạt pháp, nên hiện lộ con đường tu hành vi diệu vô của vô thường giác để khiến cho tất cả đều phát tâm Bồ Tát. Đức Phật khai thị cho Ngài khẩn hỷ và toàn thể đại chúng rằng các ông này đã phát khởi đạo tâm vững chắc và chẳng còn chẳng nạn hay mệt mỏi ở trong chánh định vi diệu của chư Phật Như Lai. Vậy thì các ông trước tiên phải thông đạt, phải nên thông đạt hai nghĩa thì, vậy thì trước tiên các ông phải nên thông đạt hai nghĩa thực tướng, hai nghĩa quyết định về sơ phát khởi đạo tâm. Hai nghĩa quyết định về sơ phát khởi đạo tâm là những gì? Ngài khẩn thị nghĩa quyết định thứ nhất, nếu các ông muốn lìa bỏ thanh văn thừa và tu Bồ Tát thừa để vào tri kiến của Phật thì trước tiên các ông phải quan sát tường tận ở lớp phát tâm, lớp phát tâm ở những địa và quả địa khi giác ngộ là giống nhau hay sai khác. Ngài khẩn thị nếu ở những địa mà dùng tâm sanh diệt để làm căn bổn tu nhân thì ông sẽ không thể cầu được Phật thừa không sanh không diệt. Do bởi lẽ đó, ông hãy chiếu soi sự hiểu biết của mình vào các pháp phổ vi của thế gian và chúng cũng trải qua biến đổi cùng hòa diệt. Này thành thì ông hãy quan sát các pháp tạo tác ở thế gian có cái nào là bất hoại chăng? Tuy nhiên ông sẽ không bao giờ nghe, hư không là có hư hoại. Vì sao thế? Bởi hư không chẳng phải thứ mà có thể làm ra, do đó nó thì chúng chẳng thể hòa diệt. Ở trong thân thể của ông, những gì cứng chắc thì thuộc về yếu tố đất, những gì ẩm ướt thuộc về yếu tố nước, những gì ẩm áp thuộc về yếu tố lửa và những gì dao động thuộc về yếu tố gió. Gió bởi bồn đài cuộn xiết với nhau, nên đã phân chia tâm nhiệm màu trong sáng, ví dụ trong sáng thường trụ trầm nhiên, viên mạng của ông thành những chức năng như là giác quan như là thần giác, thành những chức năng như là gồm có thần giác, thị giác, thần giác, xúc giác hoặc trí giác. Kể từ đó, do đó năm lớp ô trược hình thành kể từ đây, sau gọi là ô trược.
Này Thánh Hỷ, ví như nước vốn thanh khiết, nhưng đức cho bụi cát là vốn là chức ngăn ngại. Do thể của chúng như thế nên tánh của chúng không thể tương thích với nhau. Giả sử có người lấy một chút đức bụi hòa vào nước trong, thì đức sẽ mất đi thể ngăn ngại và nước sẽ mất đi thể thanh khiết. Do cả hai cùng hiện ra vận độc, đó gọi là ô trược. Nên đó gọi là ô trược. Năm lớp ô trược của ông thì cũng là như vậy. Này Thánh Hỷ, như ông có thể, như ông nhìn hư không biển khắp mười phương và chẳng có sự phân chia nào giữa hư không và thị giác của ông. Nếu chỉ hư không tồn tại thì sẽ chẳng có gì để nhận biết nó cả, và nếu chỉ có thị giác tồn tại thì sẽ chẳng có gì để cho nó nhận biết. Do bởi hư không và thị giác vướng mắc với nhau nên hình thành hư vọng. Đây là lớp ô trược thứ nhất, gọi là ô trược của thời gian. Thân thể của ông được làm được kết hợp từ bốn đại thính giác, thị giác, khẩu giác, vị giác, xúc giác, và trí giác của ông vun đắp nên khiến có sự ngăn ngại, nên khiến cho ngăn ngại. Đức nước gió lửa xoay chuyển nên khiến có sự hiểu, nên khiến có sự nhận biết. Do bởi sự nhận biết và bốn đại vướng mắc với nhau nên hình thành hư vọng. Đây là lớp ô trược thứ hai, còn là ô trược của cái thấy. Lại ở trong tâm ông có sự huấn tập của nhớ biết và tánh pháp khởi thấy biết. Do đó các thức khởi sanh và dung thọ các trần. Nếu lìa khỏi các trần thì các tức sẽ chẳng có tướng, và nếu lìa khỏi sự nhận biết thì các tức sẽ chẳng có tánh. Do các trần và các thức vướng mắc với nhau nên hình thành hư vọng. Đây là lớp ô trược thứ ba, gọi là ô trược của phiền não. Lại nữa, chúng sanh ngày đến sanh ra và diệt mất mà chẳng tạm định. Tri kiến của họ muốn sống mãi ở thế gian, nghiệp lực đưa đẩy họ từ cõi giới này đến cõi giới khác. Cho ý tưởng và nghiệp lực của họ vướng mắc với nhau nên hình thành hư vọng. Đây là lớp ô trược thứ tư, gọi là ô trược của chúng sanh. Tánh thấy nghe của các ông cũng chẳng khác nhau, nhưng do trần cảnh phân chia nên cho nhưng do phân trạng cảnh trần cảnh chia cắt nên tuy chúng giống nhau nhưng chức năng thì có sai khác. Do bởi các trần và các thức, do bởi các thức và các trần mất đi sự chuẩn mực và vướng mắc với nhau nên hình thành hư vọng. Đây là lớp ô trược thứ năm, gọi là ô trược của thọ mạng. Này Khánh Hỷ, ông nay muốn chuyển thị giác, thính giác và cho đến trí giác kể hợp từ xa với thường lạc ngã tình của Như Lai. Thì ông trước tiên phải trừ bỏ căn gốc của sanh tử, rồi nướng vào tánh viên thành trạm nhiên, không sanh không diệt. Ông hãy dùng tánh trạm nhiên để xoay chuyển cảnh hư vọng sanh diệt, cảnh sanh diệt hư vọng. Và hồi phục bổn giác. một khi đã được diệu giác bổn nguyên không sanh không diệt để làm nhân địa, rồi sau đó ông sẽ tu chứng thành tựu viên mãn quả địa.
Đây có thể so sánh với phương pháp gàng đục lặng. Đây có thể so sánh với phương pháp lắng đọng nước đục, thì ông có thể làm cho nó yên tĩnh bất động ở trong thùng, thì nước bùi sẽ tự nhiên chìm xuống và nước sẽ trở nên thanh khiết. Đây có thể so sánh với giai đoạn đầu tiên của hàng phục phiền não từ trần cảnh. Khi đã loại bỏ bùng nhớ và chỉ còn được trong thì gọi là bệnh viện đoạn trừ căn gốc của vô minh. Một khi minh tưởng đã tinh thuần thì tất cả đều biến hiện và không còn hư vọng. Tất cả được kết hợp với diệu giác. Tất cả đều kết hợp với diệu tánh thanh tịnh của tịch diệt. Nghĩa kiết định thứ hai là nếu các ông hết lòng phát khởi đạo tâm thì phải sanh tâm đại dũng mạnh. Ở trong Bồ Tát Thừa, các ông phải nhất quyết xả bỏ các tưởng hữu vi và phải thẩm tường căn bộ của phiền não. Nó từ vô thị cho đến nay đã sanh trưởng và phát triển nghiệp, ai làm ra nó và ai thọ nhận. Này Khánh Hỷ, trong tiến trình tu đạo, nếu ông chẳng quan sát căn gốc của phiền não một cách tường tận thì ông sẽ không thể biết hư vọng điên đạo của các căn và các trần ở đâu. Như ở nơi xứ mà còn chẳng biết thì làm sao hàng phục chúng và đạt đến quả vị của Như Lai. Này Khánh Hỷ, ông hãy quan sát người tháo cút ở thế gian, người ấy phải thấy chỗ thắt cút, người ấy cần phải thấy chỗ thắt cút thì mới biết mà gỡ ra. Tuy nhiên ông sẽ chưa bao giờ nghe hư không vì hủy nát ra từng mảnh. Vì sao thế? Bởi hư không chẳng có hình tướng, cho nên nó không thể chia các hay phân ly. Nó không thể kết hợp hay chia cắt. Nhưng hiện tại sáu căn của ông gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đang làm nội gián cho bọn giặc vào nhà cửa của. Cũng vậy, do chúng sanh và thế giới đã siết từ vô thị đã siết đã cùng siết với nhau bởi hư vọng này, nên chúng sanh không thể vượt khỏi ý bảo thế gian. Sao gọi là chúng sanh và thế giới của không gian và thời gian? Thế tức là độ giới, giới tức là phương hướng và vị trí. Ông này phải nên biết rằng không gian được chia làm đông tây nam bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, phương trên và phương dưới. Thời gian được chia làm quá khứ, hiện tại và vị lai. Vị trí có 10 và thời gian có 3. Do các chúng sanh mắc kẹt ở nơi hư vọng này nên họ qua lại ở trong không gian và thời gian liên kết với nhau. Mặc dù không gian trải rộng khắp 10 phương, nhưng mắc phạm thế gian thì chỉ xem đông tây nam bắc là bốn hướng chính. Họ không xem phương trên và phương dưới là có vị trí rõ rệt. Họ cũng chẳng xem các hướng phụ là có phương hướng cố định. Bốn hướng chính được xem là cố định, cho nên có thể nói rằng không gian có 4 và thời gian có 3. Nếu lấy 4 nhân 3 thì sẽ được 12, rồi nhân cho 10 và rồi lại nhân nửa cho 10 thì sẽ được 1200. Tổng kết thì chúng ở trong 6 căn, mỗi căn sẽ có 1200 công đức. Này Khánh Hỷ, ông cũng có thể xác định mức độ hạnh liệt ở trong mỗi căn. Ví như căn mắt thì chỉ thấy ở trước nhưng là không thấy ở sau. Ở trước toàn là ánh sáng, ở sau toàn là đèn tối. Nếu còn một nửa nhãn lực ở bên trái và một nửa nhãn lực ở bên phải thì tổng cộng là có 2/3 nhãn lực.
cho nên số lượng công đức của căn mắt chẳng vẹn toàn và nó chỉ hoạt động ba trong bốn hướng. Do đó phải biết rằng căn mắt bị giới hạn và chỉ còn 800 công đức. Ví như căn tai có thể nghe khắp 10 phương mà chẳng thiếu sót, tiếng đồng có thể nghe gần hoặc xa. Khi yên tĩnh, thần giác là vô biên tế, cho nên căn tai, do đó phải biết rằng căn tai đầy đủ 1200 công đức. Ví như căn mũi có thể ngửi mùi hơi thở ra vào ở lỗ mũi, đường hấp hít vào và thở ra có sự gián đoạn. Thông qua sự chứng nghiệm này, căn mũi thiếu một trong ba phần. Do đó phải biết rằng căn mũi bị giới hạn và chỉ còn 800 công đức. Ví như căn lưỡi có thể tuyên dương mọi tất cả trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Tuy ngôn ngữ có khác nhau, mỗi nơi có khác nhau, nhưng nghĩa lý thì vô cùng tầng. Cho nên phải biết rằng căn lưỡi đầy đủ 1200 công đức. Ví như căn thân có thể cảm nhận xúc chạm và có thể biết dễ chịu, thoải mái hay khó chịu. Tuy nhiên căn thân có thể cảm nhận khi xúc chạm nhưng là chẳng biết khi tách rời. Tách rời là một phẩm chất và xúc chạm có hai phẩm chất. Thông qua sự chứng nghiệm này, căn thân thiếu một trong ba phần. Do đó phải biết rằng căn thân bị giới hạn và chỉ còn 800 công đức. Ví như căn ý có thể tịnh lặng dung thọ các pháp thế gian và xuất thế gian ở trong ba đời mười phương. Dù ý niệm của thánh nhân hay phàm phu không gì chẳng bao dung, và nó biết đến và nó có thể biết đến từng công ranh giới. Cho nên phải biết rằng căn ý đầy đủ 1200 công đức. Này khánh hỷ, nếu ông muốn đi ngược dòng ái dục đã dẫn đến sanh tử, ông nay muốn đi ngược dòng ái dục đã dẫn đến sanh tử, ông muốn đi ngược dòng chảy qua các căn để đến nơi tận cùng không sanh không diệt, vậy thì ông cần phải suy nghiệm các căn hoạt động như thế nào, những căn nào sẽ hoạt động khi tiếp xúc với các trần của chúng, và những căn nào sẽ hoạt động khi tách rời các trần của chúng, những căn nào dễ tu tập và những căn nào khó tu tập, những căn nào có thể đạt đến viễn thông và những căn nào chẳng viên mãn. Nếu ông tỏ ngộ những căn nào có thể đạt đến viễn thông thì tức là ông đã có thể chuyển đi ngược dòng nghiệp hư vọng đã siết chặt từ vô thỉ, đã siết chặt với nhau từ vô thỉ. Như một ngày tu hành nương theo căn viễn thông thì tức bằng một kiếp tu hành nương theo căn chẳng viễn thông. Ta nay đã giải thích và chỉ rõ về công đức vốn có của mỗi căn, của các căn viên mãn tràn nhiên và số lượng của chúng như thế. Bây giờ tùy vào ông chọn lựa kỹ càng một trong các căn để bước vào. Ta sẽ làm rõ việc này để giúp ông dũng mạnh tiến bước. Chư Như Lai, này khánh hỷ, chư Phật Như Lai ở trong mười phương, chư Phật Như Lai đều chọn một trong 18 giới, để tu hành và thầy đều chứng đắc và thầy đều đắc đạo vô thượng. Đối với các ngài, không một giới nào ở trong 18 giới là ưu việt hay hà liệt. Tuy nhiên ông đang ở bậc thấp kém và vẫn chưa được
từ viên mãn tự tại ở trong đó, cho nên ta mới giải thích, cho nên ta mới phân tích, giải thích và phân tích cho ông, để ông có thể chọn một căn duy nhất và xem như là cánh cửa để vào sâu tu hành. Nếu ông có thể vào sâu tu hành và chẳng còn hư vọng ở một căn, thì các căn còn lại sẽ đồng thời thanh tịnh. Ngài Cảnh Thị bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, làm sao mà con có thể vào sâu tu hành ở trong một căn để ngược dòng sanh tử và khiến sáu căn đồng thời thanh tịnh? Đức Phật bảo: Ngài Cảnh Thị, ông nay đã quả nhập lưu và từ lâu đã diệt trừ cả thể si mê của chúng sanh thế gian ở trong ba cõi. Tuy nhiên ông vẫn chưa biết rằng tập khí hữu vọng đã sinh ra và tích trữ ở trong căn. Ông sẽ phải tu hành không chỉ trừ những tập khí này, mà cũng phải đoạn vô số tập khí hữu vi tế, vô số tập khí vi tế của chúng. Khi trải qua sanh trụ nhị nghiệp, ông bây giờ hãy quan sát sáu căn hiện tiền, chúng là sáu hay một? Này Cảnh Thị, nếu bảo rằng chúng là một, vậy thì tại sao ta không thể thấy mà không thể nghe? Tại sao đầu không thể đi và chân không thể nói? Nếu sáu căn nhất định là sáu, thì như ta đang tuyên thuyết pháp môn vi diệu ở trong chúng hội, ở giữa chúng hội này, thì căn nào ở trong sáu căn của ông định để lãnh thọ? Ngài Cảnh Thị thưa rằng: Dạ con. Ngài Cảnh Thị thưa với Phật rằng: Dạ con dùng tai để nghe. Đức Phật bảo Ngài Cảnh Thị: Nếu tai của ông từ có thể nghe, thì nó liên quan gì đến thân và miệng của ông? Tuy nhiên ông dùng miệng để hỏi về nghĩa lý và dùng thân để bày tỏ khấm kính phụng thừa. Tuy nhiên ông dùng miệng để hỏi về nghĩa lý và dùng thân để bày tỏ khấm kính phụng thừa. Cho nên phải biết rằng nếu chúng không phải là một thì là sáu, mà nếu chúng không phải là sáu thì phải là một. Nhưng cũng không thể nói rằng chúng bốn là một mà cũng là sáu. Này Cảnh Thị, phải biết rằng cả căn này chẳng phải một hay sáu. Do ông điên đạo luân phiên từ vô thị cho đến nay nên mới sinh ra ý tưởng là một hay sáu ở trong trạm nhân viên mạng. Tuy ông đã trừ bỏ được sáu ở quả nhập lưu, nhưng vẫn chưa tăng mức được một. Đây bị như có người muốn chữa một ý thứ không ở trong thùng đựng. Do các thùng đựng có hình dạng khác nhau nên hư không ở trong thùng cũng có hình dạng sai khác. Nếu như bỏ đi những thùng đựng và nhìn hư không ở trong nó, ông sẽ cho rằng hư không là một. Nhưng làm sao mà hư không bao la kia có thể bị chia cắt hay kết hợp là do ông chữ? Huống nữa gọi hư không là một hay chẳng phải một? Ông phải nên hiểu rõ rằng sáu căn giống thọ thì cũng là như vậy. Do bởi hai loại sáng với tối cùng hiện ra ở trong nhiều giác viên mãn trầm nhiên, và chúng vướng vào đó nên sanh khởi tận thấy tánh nguyên, tiếp đến tận thấy tánh nguyên hiện lộ hình sắc, rồi kết giao với hình sắc mà thành căn tận căn mắt. Căn mắt tánh nguyên được làm từ bốn đại thanh tịnh, do vậy mà nó gọi là thể của mắt. Con mắt có hình dạng như trái nho và được làm từ bốn đại thô nhiệm. Căn mắt chạy loạn ra ngoài để tìm hình sắc, do bởi hai loại động với tình xung đột cùng xung đột bởi nhau,
ở trong diệu giác viên mãn trầm nhiên, và chúng vướng vào đó nên sanh khởi tận thấy tân nguyên, tận nghe tân nguyên, tiếp đến tận nghe tân nguyên hiển lộ âm thanh, rồi cuộn hút âm thanh mà thành căn tai. Căn tai tân nguyên được làm từ bốn đà thanh tịnh, do vậy mà nó gọi là thể của tai. Lỗ tai có hình dạng như chiếc lá tươi cuộn lại và được làm từ bốn đà thô nhiệm. Căn tai trải rộng ra ngoài để tìm âm thanh, do bởi hai loài khai thông và bể với bể tắc cùng phát khởi ở trong diệu giác viên mãn trầm nhiên, và chúng vướng vào đó nên sanh khởi tận người tân nguyên, tiếp đến tận người tân nguyên hiện lộ mùi hương, rồi thu nạp mùi hương mà thành căn mùi. Căn mùi tân nguyên được làm từ bốn đà thanh tịnh, do đó mà nó gọi là thể của mùi. Lộ mùi có hình dạng như đôi móng rủ xuống và được làm từ bốn đà thô nhiệm. Căn mùi trải loạn ra ngoài để tìm mùi hương, do bởi hai loài vị với vô vị cùng tham dự ở trong diệu giác viên mãn trầm nhiên, và chúng vượng vào đó nên sanh khởi tận nếm tân nguyên, tiếp đến tận nếm kinh tân nguyên hiện lộ vị nếm, hiện lộ vị nếm, rồi xiết buộc với vị nếm mà thành căn lưỡi. Căn lưỡi tân nguyên được làm từ bốn đài thanh tịnh, do đó mà nó gọi là thể của lưỡi. Cái lưỡi có hình dạng như trăng lưỡi liềm và được làm từ bốn đài thối nhiệm. Căn lưỡi trải loạn ra ngoài để tìm vị nếm, do bởi hai loài kết hợp và ly tán, kết hợp và phân ly với phân ly cùng xuống cùng ma sát với nhau ở trong diệu giác viên mãn trầm nhiên, và chúng vướng vào đó nên sanh khởi tận biết tận chạm tân nguyên, tiếp đến tận chạm tân nguyên hiện lộ xúc chạm, rồi bắt lấy xúc chạm mà thành căn thân. Căn thân tân nguyên được làm từ bốn đài thanh tịnh, do vậy mà nó gọi là thể của thân. Thân thể có hình dạng như cái trống bị thắt ở giữa và được làm từ bốn đài thô nhiệm. Căn thân trải loạn ra ngoài để tìm xúc chạm, do bởi hai loại sanh với diệt cùng tương tục ở trong diệu giác viên mãn trầm nhiên, mà chúng vướng vào đó nên sanh khởi tận biệt tân nguyên, tiếp đến tận biệt tân nguyên hiện lộ pháp trần và nhìn ngắm pháp trần mà thành căn ý. Căn ý tân nguyên được làm từ bốn đài thanh tịnh, do đó mà nó gọi là ý tứ. căn ý được ví như sự nhìn bốn đài thối nhiệm ở trong căn phòng tối. Căn ý chạy loạn ra ngoài để tìm kiếm pháp trần này khẩn hỷ. do bởi thêm sự hiểu biết, do bởi thêm sự hiểu biết vào trong bổn giác minh liệu nên sáu căn hình thành kể từ đó. Kết quả là minh liệu tinh nguyên bị đánh mất và các căn vướng mắc hư vọng mà phát triển thành những giác quan. Nên nếu ông bây giờ lìa khỏi sáng với tối thì sẽ không có thể chất của thấy. Nếu lìa khỏi đồng với tình thì vốn chẳng có thể chất của nghe. Nếu không có khai thông và bế tắc thì tận người vốn chẳng sanh. Nếu không có vì với vô vị thì cảm giác vị nếm sẽ không có chỗ sanh ra. Nếu chẳng có tụ kết hợp hay phân ly thì cảm giác xúc chạm vốn không. Nếu chẳng có sanh với diệt thì trí giác sẽ an nghỉ. Ông chỉ cần chẳng hưởng theo 12 tướng hữu vi gồm có sáng với tối,
đồng với tình, khai thông với bế tắc, vì với vô vị, kết hợp với phân ly và sanh với diệt. Kể đến tập trung vào một căn và kéo nó ra khỏi trần cảnh, rồi hướng căn đó, rồi chuyển dần căn đó hướng vào trong. Như thế ông sẽ có thể quay về chân nguyên và phát huy ánh sáng rực rỡ của bổn giác. Ánh sáng đó sẽ chiếu soi năm căn còn lại cho đến khi chúng hoàn toàn giải thoát. Một khi sáu căn thoát khỏi trần cảnh mà chúng hấp thu, thì sự hiểu biết sẽ không theo cả căn. Do đó sự hiểu biết sẽ phát huy ở tất cả các căn và chúng hộ tướng hoạt động. Ông hạ chẳng biết ở trong pháp hội nơi đây. Mặc dù bích su vô diệt, tuy mắt của bích su vô diệt, bích su vô diệt tuy mắt bị mù, nhưng vẫn có thể thấy hiền hỷ Long Vương. Tuy tai bị điếc nhưng vẫn có thể nghe thần ngữ sông Hằng. Tuy không có mùi nhưng vẫn có thể ngửi mùi. Lưỡi của bích su ngũ tưởng bị tật nhưng vẫn có thể biết vị. Thần ngữ không tuy chẳng có thân nhưng vẫn có thể cảm giác xúc chạm và tạm hiện ra trong ảnh hào quang của Như Lai. Tuy nhiên thể của ông ấy vốn rộng không, vô hình như gió. Ở những hàng những vị thánh văn đã chứng đắc diệt tần định như là bích su đại ẩn quang ở trong pháp hội này, từ lâu đã diệt căn ý, nhưng vẫn minh liệu giác trí mà chẳng nhờ tâm niệm. Này Thánh Hỷ, giả sử bây giờ các căn của ông đã thoát khỏi các trần, một ánh sáng trong suốt hình thành từ bên trong tiếp đến, đã thoát khỏi trần cảnh, một ánh sáng trong suốt hình thành từ bên trong tiếp đến trần cảnh, tiếp đến trần cảnh thối nhiễm và các pháp của tướng hữu và các tướng của pháp hữu vi sẽ biến hóa, tưởng như băng tan ở trong nước nóng. Ứng theo tâm niệm của ông, chúng sẽ chuyển thành tuệ giác vô thường. Này Khánh Hỷ, ví như có người ở trong thế gian chỉ nhìn thấy qua mắt của họ, nếu họ mau chóng nhắm mắt lại thì cảnh tượng đen tối sẽ hiện ra lập tức. Sáu căn của người ấy sẽ chìm vào tối tăm, mắt của họ sẽ không thể phân biệt nào là đầu là chân ở trên thân thể người khác. Tuy nhiên vẫn có thể, nếu họ dùng tay mò mẫm hình dạng bên ngoài, mặc dù người ấy không thể thấy, nhưng trí giác về đầu và chân thì giống nhau. Giả sử thị giác của người ấy nương vào ánh sáng, thì tức sẽ không thể khi đến tối hiện tiền. Mặc dù chẳng có ánh sáng, nhưng người ấy vẫn có thể cảm nhận. Do đó tất cả tưởng đến tối sẽ bình viện không thể ngăn cản. Thế thì làm sao mà diệu giác, mà minh giác của ông lại không trở thành viên mạng vi diệu cho được chữ? Thế thì làm sao mà minh giác của ông lại không lại chẳng trở thành viên mạng vi diệu cho được?
Ngài Thịnh Hiện bạch với Phật rằng: Ngài Thịnh Hiện bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như Phật đã từng dạy, khi phát khởi đạo tâm, nếu muốn tính, nếu muốn Bạch Thế Tôn, như Phật đã từng dạy, nếu muốn phát khởi đạo, khi phát khởi đạo tâm, nếu muốn tinh thuần, nếu muốn tinh thuần ở những địa thì tất phải tương ứng với quả địa. Thưa Thế Tôn, ở trong quả địa có những tên gọi khác nhau như là giác đạo, tịch diệt, chân như, Phật tánh, vô cấu thức, không của Như Lai tạng. Và đại biến kính trí, danh xưng của bảy loại tên tuy khác nhau nhưng đồng một nghĩa là thanh tịnh viên mãn, thể tánh kiên cố như kim cang vương và thường trụ bất hoại. Một khi thì giác, thính giác và những giác quan khác tách rời khỏi sáng với tối, đồng với tịnh, khai thông với bế tắc, vì với vô vi, kết hợp với phân ly và sanh với diệt, thì chúng cũng cảnh chẳng có tư thể. Đây ví như ý niệm mà tách, đây ví như ý niệm mà chẳng có pháp trần, thì nó vốn không chỗ có. Vậy thì làm sao mà có thể dùng các thức sẽ đoàn diệt để làm những tu hành và mong chứng được quả vị của Như Lai với bài tên gọi, với các loại tên gọi đó chứ? Thưa Thế Tôn, nếu tách rời sáng và tối thì cấu cảnh sẽ chẳng thấy gì. Cũng vậy, nếu như chẳng có pháp trần thì tự tánh của ý niệm sẽ diệt mất. Con đã tìm đi tìm lại rất tỉ mỉ, nhưng vốn chẳng có gì gọi là tấm và vật của nó. Vậy thì con phải lập những gì để cầu vô thường giác, để cầu tuệ giác vô thường? Những gì Như Lai vừa nói trái ngược với lời dạy ở trước về thường trụ viên mãn trạm nhiên, và cuối cùng thành pháp hỷ luận. Làm sao những lời nói của Như Lai có thể là chứng thực được chứ? Kính mong Như Lai rủ lòng đại từ mà khai thị để tẩy trừ u mê và chấp trước của con. Phật bảo ngài khẩn hỷ. Tuy ông đã văn học rộng nhưng các lậu chưa trừ sạch. Mặc dù ở trong tâm ông nhận biết nguyên nhân của điên đạo, nhưng khi điên đạo thực sự hiện tiền thì ông đích thực chẳng thể nhận ra. Mặc dù ở trong tâm ông biết nguyên nhân của điên đạo, nhưng một khi điên đạo hiện tiền, thực sự hiện tiền, thì ông đích thực chẳng thể nhận ra. Cho dù ông rất thành tâm, nhưng ông vẫn chưa tịnh thọ giáo pháp. Ta nay sẽ dùng những việc của trần thế để dứt trừ hoài nghi của ông. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo tôn giả phụ trưởng hãy gọi một tiếng chuông, rồi hỏi ngài khẩn hỷ rằng:
ông bây giờ nghe gì chăng? Hạ cận thị và đại chúng đều thưa bạch Phật rằng dạ có nghe. Khi tiếng chuông, khi âm thanh của tiếng chuông dừng hẳn, Đức Phật lại hỏi Hạ cận, lại hỏi rằng ông bây giờ có nghe chăng? Hạ cận thị và đại chúng đều thưa bạch Phật rằng dạ không nghe. Tiếp đó, lúc đó Tôn giả Phụ Trưởng lại gọi một tiếng chuông. Đức Phật lại hỏi rằng ông bây giờ có nghe chăng? Ngài Cận Thị và đại chúng lại thưa với Phật rằng dạ có nghe. Phật bảo Ngài Cận Thị, làm sao ông có thể nghe rồi là chẳng nghe? Ngài Cận Thị và đại chúng đều thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, chúng con nghe tiếng, chúng con nghe tiếng chuông ngưng vang khi nó vừa mới gõ vào, rồi một hồi rất lâu sau, khi tiếng chuông vang tăng, khi tiếng chuông vang tăng mất thì chúng con không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo Tôn giả Phụ Trưởng gõ một tiếng chuông, rồi hỏi Ngài Cảnh Thị rằng bây giờ có âm thanh chăng? Ngài Cảnh Thị và đại chúng thưa với Phật rằng dạ có âm thanh. Khi âm thanh đã phai mất, Đức Phật lại hỏi rằng bây giờ có âm thanh chăng? Ngài Cảnh Thị và đại chúng đều thưa với Phật rằng dạ không có âm thanh. Tiếp đó, Ngài Tôn giả Phụ Trưởng lại gõ một tiếng chuông. Đức Phật lại hỏi bây giờ có âm thanh chăng? Và bây giờ có âm thanh chăng? Ngài Cảnh Thị và đại chúng đều thưa với Phật lại thưa với Phật rằng dạ có âm thanh. Phật bảo Ngài Cảnh Thị và các đại chúng, làm sao lại có âm thanh rồi chẳng có âm thanh? Ngài Cảnh Thị và các đại chúng trả lời với Phật rằng, thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, khi tiếng chuông ngưng vang vừa mới được gõ vào thì gọi là có âm thanh, và khi tiếng chuông vang phai mất thì gọi là không có âm thanh. Đức Phật bảo Ngài Cảnh Thị và các đại chúng, nếu ông sao lại trả lời một cách mơ hồ như vậy? Ngài Cảnh Thị và các đại chúng đều thưa với Phật rằng, dạ thưa, con trả lời mơ hồ nghĩa là sao? Đức Phật bảo, khi ta hỏi ông có nghe chăng thì ông nói là nghe, ta lại hỏi ông có âm thanh chăng thì ông nói là có âm thanh. Câu trả lời bất định của ông giữa nghe và âm thanh thì làm sao mà không gọi là mơ hồ cho được? Ngài Cảnh Thị, khi tiếng chuông vang phai mất, ông gọi là không còn nghe nữa. Nếu thực sự ông không còn nghe nữa, tức là tận nghe đã diệt mất hoàn toàn. Vậy có nghĩa là nó sẽ như cỏ cây khô, và ông sẽ không bao giờ có thể nghe được tiếng chuông nào nữa. Thế nhưng ông lại tự biết khi nào có, và khi nào thì có, và khi nào thì không, hoặc khi nào thì không, và khi nào thì có, về loại thanh trừng này. Thế nhưng làm sao tận nghe của ông đã có rồi lại không? Giả sử tận nghe chẳng còn, thế thì ai sẽ nhận biết âm thanh phai mất, đã phai mất? Là thành thì cho nên phải biết rằng, mặc dù thanh trừng ở trong tận nghe là có sanh diệt, nhưng tận nghe chẳng phải do thanh trừng có sanh hay diệt mà khiến nó phải sanh hay diệt. Do ông vẫn còn điên đảo và nhầm lẫn giữa âm thanh và tận nghe. Tại sao lại si mê mà cho rằng, tại sao lại mê muội mà cho rằng
Cái thường hằng, cái thường hằng là đoạn nghiệp chứ. Ông bệnh viện trở nên nói rằng, ông bệnh viện trở nên nói rằng tận nghe lệ thuộc vào tiếng đồng hay yên tĩnh, hoặc lệ thuộc vào khai thông hay bế tắc, vì như có người đang ngủ say ở trên giường. Giữa lúc đang say ngủ ở trên giường và có người thân ở trong gia đình giặc giũ hay giả gạo, anh ta ở trong mơ mà nghe tiếng giặc giũ hay hoặc giả nghe tiếng giả gạo hay giặc giũ mà nhầm là tiếng trống đánh hay chuông gõ, liền ở trong mơ anh ta lại làm lạ là tại sao tiếng chuông kêu lại có âm thanh như tiếng va đập của gỗ hay đá. Khi hụt nhiên tỉnh dậy, anh ta lập tức nhận biết âm thanh đó là tiếng đồng của va đập. Anh ta liền nói với người thân ở trong gia đình rằng giữa lúc đang mơ ngủ say tôi nhầm lần tiếng va đập là tiếng trống đánh. Này Thánh Hỷ, làm sao mà người ấy có thể ghi nhớ tiếng đồng hay yên tĩnh? Làm sao mà người ấy trong mơ có thể giữa lúc ở trong mơ mà người ấy có thể ghi nhớ tiếng đồng hay yên tĩnh? Tại sao căng tay của người ấy không bị bế tắc? Tại sao căng tay của người ấy không bị ngăn ngại mà vẫn hoạt động, mặc dù cơ thể của người ấy đã hoàn toàn ngủ say nhưng tận nghe thì chẳng hôn mê? Cho dù thân thể của ông có hoàn toàn có tan rã, cho dù thân thể của ông có tan nát và thò màng tan rã, thì tận nghe của ông cũng không thể do chúng mà bị diệt mất. Tuy nhiên, tuy nhiên từ vô thị đến nay, do chúng sanh chạy theo hình sắc và âm thanh nên niềm niềm lưu chuyển và chưa từng khai ngộ tánh vi diệu thánh tịnh thường hằng. Họ chẳng theo chứng thường mà lại chạy theo những sự sanh diệt. Cho nên từ đời này đến đời khác, họ bị ô nhiễm và phải luân chuyển. Nhưng nếu họ có thể từ bỏ sanh tử, nhưng nếu họ có thể từ bỏ sanh diệt và giữ lấy chứng thường, thì ánh sáng thường hằng sẽ hiện ra. Thì lúc đó ánh sáng thường hằng sẽ hiện ra. Căng và trần sẽ ẩn thời tiêu tan. Tưởng tượng là trần, tăng căng trần thức tâm sẽ ẩn thời tiêu tan. Tưởng tượng là trần và thức tình là cậu nhiệm, nếu có thể lìa xa hai loại này, pháp nhãn của ông sẽ ứng thời trong sáng. Thế thì làm sao mà không thành tựu vô thượng trí giác cho được? Kính đại Phật đàn, cụ cảnh kiến cụ và mực nhân của Như Lai về chữ Bồ Tát vàng hành để tu chứng liệu nghĩa, hệ quyển 4.